Tôi xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Tiếp tục với những mẫu xe thuộc phân khúc 125 phân khối đến từ nhà Honda hiện nay. Và ở Việt Nam chúng ta vẫn là sự hiện diện của hai mẫu xe chính, đó là Honda Future phiên bản 125 FE của năm 2024 với những màu sắc mới, giá cả phải chăng và rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Còn một mẫu xe nữa được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ thị trường Thái Lan, đó là mẫu xe Way 125i của Thái. Đây là mẫu xe có những cái sự thay đổi nhiều nhất so với những phiên bản tiền nhiệm hiện hành trong khu vực Đông Nam Á. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là hai mẫu xe đang được bán tại Việt Nam chúng ta các bạn nha. Được biết đến là một dòng xe chiến lược của ông lớn Honda, cả Future và Way 125i hiện đang được khách hàng quan tâm rất nhiều. Và nối tiếp với thành công đó, hãng xe máy Nhật Bản giới thiệu phiên bản mới chiếc xe Way 125i năm 2024 cho thị trường Malaysia. Có thiết kế lại khá giống với dòng xe Future tại Việt Nam, nhưng lại có tên gọi giống với mẫu xe Way 125i của Thái. Tuy nhiên, đây là một mẫu xe có nhiều điểm độc lạ dị và khác biệt. Các bạn hãy cùng theo mình đi tìm hiểu cụ thể ở mẫu xe này. Way 125i năm 2024 cơ bản vẫn giữ lại những thiết kế và trang bị của các phiên bản tiền nhiệm trước đây. Tuy nhiên, có nâng cấp một vài chi tiết như bảng đồng hồ thiết kế lại, họa tiết thể thao hơn, đèn pha sử dụng bóng LED và dàn áo mới với màu sắc vàng đồng này, đỏ đen và xanh đen. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết trên màn hình mình luôn với những ảnh thực tế của mẫu xe. Way 125i cũng là một mẫu xe ăn khách ở Malaysia bởi thiết kế có sự khác biệt của nó. Có thể kể đến thứ nhất nhá, là hệ thống đĩa phanh xe. Được Honda trang bị hai đĩa phanh cho cả bánh trước và bánh sau của xe. Trong khi đó thì ở Việt Nam chúng ta, kể cả Future và Way 125i của Thái, hiện tại phanh sau vẫn đang sử dụng phanh tăng trống mà thôi. Thứ hai, xích xe được để trần, không giống như các mẫu xe ở Việt Nam chúng ta hiện tại mà sẽ để trần giống như mẫu xe côn tay hiện hành. Các bạn lưu ý các bạn nha, sẽ không có hộp xích. Thứ ba, xe được trang bị đèn xi nhan được thiết kế tách biệt ở phần đuôi xe, không được thiết kế tích hợp chung giữa đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe giống Future và Way 125 của Thái. Hiện tại thì mẫu xe Way 125 của Malaysia đang được trang bị khối động cơ một xi lanh dung tích là 124,9cc, làm mát bằng không khí, trang bị hệ thống phun xăng điện tử FE, cho ra công suất là 9,12 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 10,1 Nm tại 5.500 vòng trên phút, trang bị hộp số 4 cấp. Thiết kế tổng thể phong cách thể thao, yên xe kiểu phân tầng, ốp xả, ốp tấm mạ chrome. Mặt nạ thì hầm hố, đèn pha sử bóng A, đèn cốt đều trang bị hệ thống bóng LED. Cặp vành đúc 17 inch 5 chấu, hốc để đồ dưới yên xe cực kỳ là lớn luôn, lên tới 18 lít, các bạn có thể để được cả chiếc mũ full face cả đầu. Đây là một mẫu xe giống mẫu xe Way 125 và dòng xe Future tại Việt Nam chúng ta ấy, đang là một mẫu xe số phổ thông được trang bị một chiếc cốp khá rộng các bạn nha. Đi cùng với đó, bình xăng lên tới 5,4 lít, trọng lượng xe khá nhẹ, chỉ 107kg mà thôi. Honda Way 125i năm 2024 của Malaysia có mức giá bán vào khoảng tầm 40 triệu khi quy đổi ra tiền Việt. Với mức giá bán này đang cao hơn so với Future tại Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, do Việt Nam chúng ta gần như không nhập các mẫu xe đến từ thị trường Malaysia, bởi top 5 có dò hỏi rằng thì có được giải thích cụ thể là phí thuế nhập khẩu đến từ thị trường Malaysia thường rất là cao các bạn nha, thậm chí còn cao hơn cả thị trường Thái Lan. Do đó, các bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua có thể cân nhắc với hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, là dòng xe Honda Future tại Việt Nam chúng ta và mẫu xe Way 125 của Thái, hai phiên bản với màu sắc đỏ đô rất đẹp các bạn nha. Màu nâu đỏ đô trên mẫu xe Way 125 của Thái nhìn nó sẽ đậm đà hơn, nhìn khá là ok, một màu sắc mới. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc, chỉ là đĩa phanh phía trước thôi, còn phanh sau vẫn đang trang bị hệ thống phanh tăng trống. Còn mẫu xe của Thái Lan thì được trang bị hệ thống đĩa cho cả trước và sau. Các bạn lưu ý cho mình như vậy, đây là điểm khác biệt chính giữa những mẫu xe ở trong khu vực Đông Nam Á. Phần đầu xe thì mẫu xe Way 125 của Thái được thiết kế to bản hơn với tạo hình mảng nhựa chrome ấy, được thiết kế dạng chữ U thay vì chữ V giống mẫu xe Future. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống đèn pha cốt sử dụng bóng LED, đèn đờ mi này và đèn xi nhan ở phần ốp mặt nạ phía trước của xe. Kích thước lốp xe tương tự, đều được trang bị kích thước với đường kính là 17 inch, vành xe 17 inch, cũng được trang bị vành đúc 5 chấu. Ở những phiên bản năm 2024 của dòng xe Future thì trang bị giảm sóc phía trước và phía sau được sơn màu đen, còn phiên bản Way 125i thì vẫn đang trang bị
giảm xóc màu bạc xám. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Mình quay cận cảnh trực tiếp hai mẫu xe đến từ xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình một cách chi tiết các bạn nha. Trang bị trên xe đầy đủ điển hình tiên tiến, logo Way 125i đây, các bạn có thể theo dõi. Phần ngang xe và đuôi xe đều được thiết kế to bản hơn so với mẫu xe Future phiên bản 125i. Mặt đồng hồ trên cả hai mẫu xe có sự khác biệt. Future là analog, còn Way 125i là trang bị mặt đồng hồ kết hợp giữa analog và LCD. Đây là mẫu xe có thiết kế trang bị nhiều nhất, thay đổi nhiều nhất luôn. Với hốc để đồ ở phần phía trước của xe, trên mẫu xe Way 125 của Thái. Một điểm khác biệt mà mình đã giới thiệu ở phần đầu video rồi. Với mẫu xe Future và dòng xe Way 125i, nó sẽ trang bị hệ thống đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe. Còn mẫu xe Way 125i đến thị trường Malaysia, nó sẽ làm tách rời sang hai bên để tạo ra cảm giác khác biệt hơn các bạn nha. Dường như mẫu xe đến thị trường Malaysia ấy, đều được làm đèn xi nhan tách biệt ra. Đây các bạn có thể nhìn chi tiết mặt đồng hồ trên dòng xe Future. Cùng với cốp xe của Future cũng rất rộng để được cả một chiếc mũ full face cả đầu trong phần cốp xe này luôn. Còn đây là cốp xe của mẫu xe Way 125 của Thái, cũng tương tự các bạn nha, rất rộng rãi. Bình xăng của Way 125i là 5,4 lít, còn bình xăng của Future hiện tại vẫn là 4,6 lít mà thôi. Đây là một điểm khác biệt nữa trên những mẫu xe của Việt Nam và mẫu xe của Thái. Còn Malaysia thì cũng là 5,4 lít tương tự giống dòng xe của Thái, các bạn lưu ý thêm vào nội dung này. Với mức giá bán trong thời điểm hiện tại cho dòng xe Way 125i đang được bán với mức giá bán vào khoảng tầm từ 75 đến 77 triệu các bạn nha, cho hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp cũng như đặc biệt. Tức là phiên bản phanh đĩa vành nan hoa giá bán vào khoảng tầm 75 đến 76, còn phiên bản phanh đĩa vành đúc giá là 77 triệu. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Còn Future thì hiện tại mức giá bán dao động khoảng tầm từ 32 cho tới 36 triệu, 32 triệu cho bản phanh đĩa vành nan hoa và 36 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, hoặc bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang là 0362973808 số bạn tư vấn cụ thể về dòng xe này. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Tôi đang muốn giới thiệu các bạn cùng tham khảo một mẫu xe đến từ nhà Honda và là Honda Malaysia, vừa được giới thiệu là chiếc xe Way 125 của Thái với những điểm độc lạ dị và khác biệt so với mẫu xe Future và Way 125 của Thái ở đây, để các bạn có thể tham khảo thêm các bạn nha. Cùng mức giá bán cụ thể trong thời điểm tháng 7 năm 2024 cho cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Rồi, các giá này của mình, nếu mà các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.